Thưa đại chúng, khi mình nhìn trong cuộc sống đó, là từ khi mình còn nhỏ hay là mình nhìn những đứa nhỏ đó, mới lớn, mới còn nhỏ thôi mà tự nhiên đâu có ai dạy nó đó. Nhưng mà trong bản chất của mỗi đứa nhỏ, nó đều có một cái tính là thích đẹp. Có phải không? Một đứa nhỏ mà mình mặc đồ xấu cho nó đâu có chịu. Nếu mà ai có con có cháu rồi quý vị để ý, từ nhỏ mình không bao giờ dạy nó điệu, nhưng mà tự nhiên lớn lớn lên cho nó biết xí xọn à. Trai cũng vậy, gái cũng vậy, phải không nè? Mà thậm chí người đi tu, hỏi tu làm sao, người đi xuất gia là bớt hết những cái đẹp bằng cách là cạo cái đầu cho nó xong. Nhưng mà cạo cũng phải cho đẹp chứ, còn lộn chỗ coi gì được. Mặc cái y cũng phải thẳng thớt, mặc bộ đồ cũng phải cho đàng hoàng. Rồi từ khi mình nhỏ mình biết điệu, biết đẹp, biết làm đẹp như vậy. Rồi lớn lên, mỗi sáng ra, từ sáng cho tới chiều, không lúc nào mình không muốn làm đẹp. Trước khi đi ra đường phải nhìn vô cái kiến, phải đánh phấn, phải chạy tóc, phải làm tất cả những mà, thậm chí mình mặc cái áo rồi phải đứng trước cái kiến chỉnh lại. Nói chung là bản thân mình phải làm đẹp. Rồi quý vị thấy xung quanh, mua cái nhà phải trồng cỏ, phải trồng hoa, phải tỉa, phải cắt, hỏi chi vậy? Cho nó đẹp. Rồi trong nhà của mình, mua cái bộ ghế cho nó hợp, treo bức tranh cho nó hợp, để cái bàn chỗ này cho nó đẹp, để bình hoa kia nó đẹp. Để chi vậy? Cho nó đẹp. Nấu ăn xong, quan trọng là ngon. Nhưng ngon không chưa đủ, phải trang trí cho đẹp. Một dĩa gỏi, quan trọng là ăn cái gì cho nó giòn giòn, nhưng mà dĩa gỏi phải đủ sắc màu: cà rốt, ớt xanh, ớt đỏ, củ cải trắng, pha lên cho nó đẹp. Chua lè ăn được, phải chua chua ngọt ngọt. Để đậu phộng vô, hái một cái hoa lan để bên cạnh. Không có ăn hoa lan, nhưng mà hỏi để chi vậy? Cho nó đẹp. Vậy thì quý vị thấy, từ sáng đến chiều, từ bản thân con người đến tất cả xung quanh, nhà cửa bên ngoài, bên trong, chúng ta đều muốn đẹp. Cái bàn thờ, xin lỗi, cái bàn của thầy giảng, mình cũng muốn cho đẹp. Mình trưng một bình hoa thật đẹp, nhưng mà tại vì hoa nó đẹp quá, cái không thấy ông thầy. À, bây giờ muốn thấy ông thầy, tạm thời mời hoa ngồi dưới. Một cô khác thấy bình hoa lớn bị dời đi, cổ rình rình, cổ chôm ở đâu? Hai bình hoa nhỏ cổ để hai bên. Hỏi chi vậy? Cho nó đẹp. Như vậy thì bây giờ mình nhìn kỹ trong cuộc sống của mình, ai cũng muốn làm đẹp. Trong chùa cũng phải đẹp. Tại vì mình bước vô chùa mà chùa không trang nghiêm mình đẹp, mình không thích. Thậm chí mà sắp sửa con đám cưới mà nói lựa chùa nào đẹp đẹp đó nghe con. Để chi vậy? Để chụp hình cho nó đẹp. Rồi thậm chí mà mình kiếm cái chỗ chụp hình cũng phải đứng làm sao cho nó đẹp. Mà mình đang ngồi mình ăn vậy, cái người ta mời mình: à, thầy lại thầy chụp với con tấm hình. Đứng dậy nể tình lắm mà uống miếng nước, lắc lắc cái miệng, nuốt cái lỡ có rau nó dính, cười kỳ lắm. Cho nên phải cho nó đẹp. Đứng dậy một cái, chỉnh cái áo lại. Thậm chí đang mặc bộ đồ vặt hò, bộ đồ thường ở nhà, Phật tử đâu tới thầy cho xin chụp cái hình. Dạ dạ khoan, cô cho em đi vô trong phòng, em mặc cái áo ra chụp hình cho nó đẹp. Quý vị thấy không? Thậm chí các bác lớn tuổi
lớn tuổi rồi, cái miệng thì nói ui già rồi, đẹp với ai nữa. Nhưng mà má má chụp hình mắt để má tém là tóc không. Già cũng phải đẹp thôi, già chứ, phải không? Già ta kêu đẹp lão. Mặc dù các bác miệng thì vẫn nói già rồi còn đẹp với ai, nhưng mà khen bữa nay bác đẹp quá, thấy cái tướng bác đứng nó cũng khác à. Như vậy thì thưa đại chúng là cái đó đâu có gì sai, vì tất cả con người chúng ta ai cũng muốn đẹp. Rồi mình đẹp cho mình, mình đẹp nhà cửa từ trong, từ bên ngoài, bên trong, từng cái dĩa thức ăn. Thậm chí nuôi chó nuôi mèo cũng muốn chó mèo mình đẹp. Vì muốn chó mèo đẹp cho nên tới ngày hớt tóc đem nó vô tiệm hớt tóc 35 đồng, cắt móng tay cho chó 35 đồng. Ôi cha, bây giờ người ta bán luôn áo lạnh cho chó nha, đủ thứ hết. Mấy cái nơ, mấy cái ribbon, hễ mà nó là female phải mặc sao để sao ra đường ta biết, ô dashi. Con chó con mèo luôn, không phải con người không. Rồi quý vị thấy á, mình đi mua một món quà mình tặng cho bạn, bây giờ có một cái mốt mới là không cần gói, chỉ cần mua một cái gift bag, bỏ nó vô đưa trơ lắm, lấy một tờ giấy xé xé nhùi 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 để nó lên giống như cái nơ vậy đó, đưa người ta nhìn để chi biết không, nhìn cho nó đầy và nó đẹp, có phải không? Con sâu chuỗi niệm Phật rồi, niệm xong rồi cũng bỏ vô cái túi cột lại cho nó đẹp. Áo tràng mặc tụng kinh cũng phải may vải, may cho nó đẹp, thiêu thiều rồi lên cho nó đẹp. Thì thôi bây giờ pháp hòa nó tóm lại, trong cuộc sống của chúng ta, bản thân mình, trang sức bên ngoài, nhà cửa, bên trong, bên ngoài, trong phòng ngủ, trong nhà vệ sinh, nhất nhất chỗ nào mình cũng muốn sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, đẹp đẽ. Mà ai mà bê bối mình không thích. Cho nên những cái nơi công cộng mình để cái câu lấy đâu để đó đàng hoàng, lau chùi sạch sẽ vô vàng biết ơn. Làm thơ biểu ta phải gọn gàng sạch sẽ, lấy đâu để đó đàng hoàng, lau chùi sạch sẽ vô vàng biết ơn. Như vậy thì trong cuộc sống này chúng ta rất cần cái sự tô đẹp, cho nên người ta mới kêu là điểm tô hay là tô điểm. Chữ điểm là gì? Chấm vào đó. Ví dụ như cái bình hoa này, rút cái này ra nhìn nó hơi thấp thấp ha, chỉ cần điểm thêm một cái hoa thôi, điểm nó vô cái bình hoa nhìn nó khác. Cắm xong bình hoa rồi, vài cái hoa này baby breath, cắm nó vô nữa, điểm theo cho nó, điểm nó vô là tự nhiên tô nó đẹp, có phải không? Mình kẻ chân mài khéo lắm nha, bên ngắn bên dài coi gì được, cho nên phải có cái kiến kéo sao cho nó dài dùng. Còn trước khi đi xăm là phải vẽ sẵn nữa, để cho nó xăm cho đúng ý mình, xăm không đúng tẩy nó đau lắm. Em chưa xăm, nói ra vậy nó bộ xăm rồi sao biết. Thưa đại chúng là Pháp Hòa muốn nói cái gì là điểm mà cái gì là tô. Nhiều khi mình tô một cái tấm hình nhưng mà nó thiếu một vài cái nét, chỉ cần điểm nó vô là cái nét nó khác. Giống như mình nấu ăn ngon rồi nhưng mà chỉ cần điểm một chút muối nữa thì cái tô canh, tô cháo vị nó sẽ khác. Thêm một miếng đường vị nó khác. Cho nên nấu ăn phải nêm. Muốn nêm là phải nếm, nếm nó thử chút, nêm nó mới ngon. Ta kêu là nêm nếm. Mà muốn tô cho đẹp thì phải có chịu khó điểm. Mà muốn được cái điểm đó, muốn thấy được cái điểm đó, mình phải chánh quán nhìn kỹ.
nhìn không kỹ không biết nó sụt cái chỗ nào. Quý vị mà hồi đó nó có những cái trang đố, trong vòng mấy phút mình tìm 7 điểm khác nhau. Cái là mình phải, nếu mình nhìn phớt sơ, mình nhìn ẩu là không thể nào tìm được 7 điểm khác ở trong hai cái bức tranh đó. Vậy mà cái người mà người ta tin tưởng, trong vòng thời gian đúng như vậy mà người ta tìm ra được 7 cái điểm đó là phân. Muốn thấy được và muốn điểm đó thì người đó phải có sự dừng lại, nhìn kỹ để thấy nó thiếu cái gì mà điểm. Cũng như mình trang trí, mình muốn để cái đó ở giữa, mình đứng sát không thấy, chạy ra xa một chút, đứng xa xa rồi bắt đầu mình ngắm. Rồi chỉ cần nói bây giờ chỉ cần xích có một phân, một ly thì tự nhiên cái đó nó ngay. Người đó phải đứng cho ngay, tránh là một giây phút nào đó để thấy và để điểm và để làm cho nó đẹp. Cái đó gọi là điểm tô đó. Tô là mình làm đậm nó lên. Mà muốn làm đậm nó như vậy thì nhất định phải thêm một vài đi. Thì trong cuộc sống này chúng ta thường làm như vậy. Cái bình hoa thêm một cái lá, nấu ăn thêm miếng muối, thậm chí mặc một cái áo xong thiếu thiếu cái gì ha, tròn thêm cái khăn nhìn sang. Cho nên mấy cô hay đi mua khăn, đi tới shopping là thấy khăn nào đẹp đẹp là mua, và nhớ ở nhà mình có cái áo nào đó bữa nay khăn này hạp quá để dành nguyên bộ. Cho nên cái chuyện đó nó rất là bình thường, thậm chí là người ta mặc bộ đồ nào theo đôi giày đó, nón đó, cái cà vạt đó, tất cả nhất nhất chúng ta đều phải suy nghĩ cái gì cho nó đi với cái đó, có phải không? Mình muốn đi cho đôi, cho cặp mà, cho đẹp mà. Thế thì trong cuộc sống này chúng ta cần tìm cái gì để điểm tô bản thân mòn nữa. Nếu một mà đẹp thì cái tập thể nó đẹp. Phong và ví dụ, nếu mình mặc cái áo nó đẹp, cái khăn tròn nó đúng mức, nói chung là mình trang điểm cái gì nó cũng vừa, người ta nhìn vô cái tổng thể tôi nói quá đẹp. Nói theo danh từ mấy đứa nhỏ bây giờ là chuẩn, khỏi cần chỉnh. Gửi qua cái chuẩn khỏi cần chỉnh. Còn nếu mà nó nhìn được nó đấy, ủa đoàn cải lương ở đâu mới tới, nó thấy mình sao quê. Như vậy thì đại chúng thấy một cái nhỏ như một cái khăn, một chiếc bông, nó đem nó ra nó nhỏ lắm, nhưng mà hộp nó vô nó làm cái tổng thể đẹp. Ở trên bàn thờ Phật, nếu mà mình để trống trơn cũng được, nó có cái thân trang nhã của nó. Như bên này bình hoa, bên này thì trái cây, ở giữa lưỡi hương vân vân, trang điểm như vậy cái tự nhiên mình thấy trang nghiêm đẹp quá. Cái bình hoa bản thân nó không đẹp, dĩa trái cây nó chưa đủ đẹp, nhưng mà để vô cái mình nói chung là bàn thờ trang nghiêm rất đẹp. Một chậu hoa, một con lân, một tượng Bồ Tát trang trí xung quanh, bản thân từng cái không có gì hết, nhưng mà gom để hết vô mình nói chùa đó đẹp. Như vậy thì chúng ta đây cũng thế. Mỗi cá nhân của mình, nếu mỗi cá nhân đẹp thì mình sẽ làm cho cái tập thể nó đẹp. Bây giờ mình muốn cá nhân mình đẹp thì mình tô đẹp bằng cách nào? Tại vì nhà mình đẹp, xưởng mình đẹp, công ty chỗ làm, bất cứ ở đâu, thậm chí chiếc xe của mình đi, mình cũng muốn làm cho nó đẹp. Lau cái xe, lau cái cửa, hút bụi, treo những cái toàn ten vô cho nó đẹp. Rồi thậm chí bản tên, bản số xe, lấy tên mình,
thậm chí lựa số hơn, đồng ý trả tiền lựa 3 số 9 gọi là số hơn. Điều đó đâu có gì sai, nhưng mà chúng ta nhìn những cái đó để rồi chúng ta tìm lại cho mình một cái phương pháp tu tập. Ồ, thì ra mỗi cá nhân, mỗi con người ai cũng muốn như vậy. Thì nếu chúng ta làm đẹp mình được thì mình đẹp cả tập thể. Ví dụ như hôm nào mình đến cái nhà nào đó, mình thấy đậu trước cửa nha, toàn là Honda, Toyota, cái mình nói là sao? Trời ơi, hôm nay mấy người tới đây toàn là sang không nha, đi xe Nhật không nha. Phải hoài nhớ hồi nhỏ mà đi học high school có cái anh Mỹ đó, anh tên hỏi Pháp Hòa, anh nói bộ người Việt giàu lắm hả? Pháp Hòa hỏi sao mà Du nói như vậy? Pháp Hòa nó mới nói, anh nói, Pháp Hòa nghe nói tôi thấy người Việt đi toàn xe Nhật không. Thì từ đó mình truy ra là mình nhìn một cái tập thể mình có thể nói được. Cũng giống như vậy, nếu mình bước vào một ngôi chùa, mình nhìn những Phật tử thuần thành của ngôi chùa đó như thế nào, mình có thể hiểu được ngôi chùa đó hướng dẫn tu tập sinh hoạt như thế nào, tùy vào những Phật tử thuần thành ở nơi đó. Có phải không? Hay là hoặc là mình nhìn con của người ta, mình thấy đứa nhỏ này nó ngoan, nó lịch sự, nó lễ phép, mình biết được cha mẹ ở nhà đã hướng dẫn đứa con như thế nào. Hoặc là mình gặp hết mấy người con của họ, xong mình nói chỉ cần nhìn con của họ, mình biết được cha mẹ ở đây nghiêm khắc, nghiêm túc dạy con như thế nào. Thì một cái tập thể cũng vậy. Vậy thì theo lời chư tổ, hay là mình căn cứ vào cái đó, mình tô đẹp bản thân mình bằng cái gì? Bằng ngôn ngữ, lời nói. Mình nói chuyện với nhau, âm thanh phải ôn hòa nhẹ nhàng, cái lượng phải vừa chừng đủ nghe. Ngoài cái đó, ngoài âm thanh và chất lượng, còn có cái gì? Ngôn từ mình dùng. Phá hoài ví dụ, mình vô một cái đạo tràng, ta đang im phăng phắc, thì cái âm lượng của mình nó phải làm sao để người ta, mình không gây sự chú ý cho người ta, và để người ta đánh quánh giá mình. Không phải đánh giá đâu, quánh giá. Tại vì mình biết được, mình có cái nhìn và mình có con cái tư duy, mình bước vô chỗ đó đang im lặng thì cái âm lượng của mình. Cho nên khi mình nói chuyện với nhau hàng ngày á, âm thanh lời nói của mình á, phải ôn hòa, âm thanh phải vừa chừng, và bên cạnh là gì? Ngôn ngữ mình sử dụng. Ngôn ngữ mình sử dụng. Ví dụ như một vị thầy tu thì không thể nào nói chuyện với người khác: ê mày, mày khỏe không mày? Lúc này mày sống chết ra sao? Trời ơi, nó nghe sao này không giống thầy. Mà nghe như vậy thì người ta nghe như vậy, ta nói ổ này đâu phải không thầy đâu. Rồi hoặc là cũng đồng thời cái lời hỏi thăm, như âm thanh của mình nghe sao mà ta để không cảm giác mình đang gây lộn. Phong Hòa nhớ hồi nhỏ mà đi học á, mỗi lần mà lên xe bus, nếu mình có người của mình lên xe bus nói chuyện á, trời ơi, người Mỹ nó nhìn mình nó tưởng mình gây lộn, mà không có gây gì hết á. Tại vì buổi sáng phổi mình nó tốt, lên xe bus mà chỉ cần có 3 cô thôi là nó ồn hết chiếc xe bus luôn. Cái đó không có gì sai, nhưng mà mình sống ở trên đời mình phải tập làm đẹp bản thân mình qua ngôn ngữ. Có một lần cái vị đó đứng kêu gọi người ta đứng xếp hàng lấy cơm, mình nói mô Phật,
Kính mời đại chúng chúng ta cùng lấy cơm, lấy thức ăn trong im lặng. Mình nói vậy là ta hiểu rồi. Cái vị đó mới đứng lên đấy. Nè nè, mấy vị lấy cơm bằng cái tay chứ không phải bằng cái miệng nghe. Quý vị thấy cũng cách nói không? Nhưng mà âm thanh, ngôn ngữ nó không có gì, nó ôn hòa, nó nhẹ nhàng hết. Thì tự nhiên người ta, cái người mà ta khó, ta nghe người ta phiền. Lát vị đó vô và mới nói: trời ơi, huynh không nên nói như vậy. Tại ở đó có những cái bậc trưởng thượng, và cái cách nói đó không phải để mình dùng. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa thường hay nghe người lớn nói chuyện. Rồi đôi khi một hai câu người ta nói mà mình không có biết, là mình con nít không có được nói câu đó. Cứ nghe người ta nói vậy rồi mình nghĩ câu đó là có thể ứng dụng. Có đôi khi mình sơ ý, mình xài câu đó. Ví dụ như mình có một ví dụ thôi, một cái câu nói: trời ơi, bác là làm trò hề cho thiên hạ, đâu có nói vậy được. Mà hồi nhỏ mình đâu có biết, mình nghe người ta nói vậy là mình nói vậy. Rồi thậm chí những cái câu như là: trời ơi, nói như là đàn khải tay trâu. Thì những cái câu nói đó mình học mình cũng biết, nhưng mà mình phải biết sử dụng với ai. Cũng giống như tiếng Việt của mình nó rất là rõ. Nói chuyện với người lớn phải xưng khác, nói chuyện với người ngang mình là khác, nói chuyện với bạn bè của mình nó khác, vân vân. Pháp Hòa thường hay nói như vậy với người Mỹ lắm. Tại vì người Mỹ rất là đơn giản, gặp nhau là you with me, dù lớn cỡ nào cũng you with me. Rồi cái thứ hai là you guys. Mà nếu mình dịch ra you guys là gì? Tụi bay. Mà nếu mà đứng lên nói: ê tụi bay, giữ im lặng giùm tao. Mình dịch đúng theo tiếng Mỹ đó: you guys please keep quiet. Hồi nhỏ Pháp Hòa qua, bà Pháp Hòa ông nói: con muốn nói chuyện với người lớn á, lịch sự là con không nên hỏi why. Why là tại sao? Mà cái tiếng lịch sự mình phải dùng là how come. Nếu mình nói với cái người khác bằng lịch sự, mình không hiểu cái điều đó, thay vì mình nói why, có cái vẻ tại sao. Nhưng mà nếu mình nói là how come, thì trong tiếng Việt mình cũng có thể: ồ, lý do tại sao vậy. Nó cũng là một cái câu, nhưng mình đặt câu hỏi lại người ta nghe hình như mình đang giận, còn mình đặt câu hỏi ngược lại ta nghe nó nhẹ khác. Thí dụ như mình không thể trước đại chúng: hey, be quiet, please practice silence. Xin đại chúng thực tập im lặng. Cho nên âm thanh và ngôn từ nó làm đẹp lên mình. Mà một người mà có ngôn từ đẹp thì ở nơi nào mình đến, xuất hiện và người ta nhờ mình, mình đều có cách mình sử dụng. Pháp Hòa nhớ có một bác, bác nói chuyện có duyên và dễ thương lắm. Một hôm nọ người ta thấy bác nói chuyện lúc nào cũng hay, cho nên ăn xong bữa đám cưới á, người ta mới mời bác lên đại diện cái bàn đó để chúc phúc cho cô dâu chú rể, rồi gom bao lì xì cho. Trời, bà nghe bà ngon lành quá. Kính thưa quý vị hai họ, hôm nay tôi đại diện nguyên cái bàn này xin chia buồn với quý vị. Tại vì biết sao biết không, bà đi đám ma nhiều đám cưới. Vì lúc nào lên đứng cũng là xin chia buồn quen miệng rồi. Thưa đại chúng là quý thầy thỉnh thoảng cũng quên nha, tại vì quý thầy phục nguyện cầu siêu nhiều hơn cầu an. Như hồi nãy cái danh sách mà đem lên mà cho Pháp Hòa đọc á, thường thường á, giấy cầu an một màu, giấy cầu siêu một màu. Để đem lên á, thì ông thầy chủ lễ ông nhìn vô hai cái màu giấy, ông biết cái nào cầu an, cái nào cầu siêu. Nếu mà copy màu trắng hết là hỡi ơi đó. Hồi nãy đem lên đưa nguyên sách, mà may phước là Pháp Hòa lanh mắt. Cầu siêu hương linh A, B, C, xong nhảy qua cầu an, mắt mình mà thấy hai chữ cầu an mình dừng lại kịp. Mình định nó hương linh
Tại vì tôi bị hớ rồi, qua tới cầu an rồi. Cho nên thưa đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta, cái gì nó cũng có cái nghệ thuật ở trong đó đó. Bây giờ trong chùa mà mình ghi danh cầu an cầu siêu thì mình làm hai màu giấy. Cầu siêu thì màu trắng cũng được, nếu mình sợ tốn tiền giấy màu. Còn giấy cầu an thì màu xanh, màu hồng gì đó. Ta nhìn vô mẫu giấy ta biết cầu gì. Thật sự nhiều khi mình có nhiều nơi thì copy vậy thôi. Ở đây Pháp Hòa không có dám nói đúng sai gì, nhưng mà mình ví dụ vậy để mình phân biệt. Cho nên á, bây giờ mình làm đẹp con người mình ở chỗ nào? Trước hết là làm đẹp ngôn ngữ, âm thanh nè, lời nói nè, cái cách mình gọi, mình mời người ta nó cũng khác lắm. Rồi kế đến là gì? Nụ cười. Quý vị gặp ai quý vị cũng thích người ta cười, chứ đâu không thích người ta không cười. Vậy thì nụ cười cũng làm đẹp cho con người mình. Thường thường người ta hay nói nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nhưng mà cười nó cũng có nhiều cách lắm à. Cười hoan hỷ hay là cười gì chê. Có nhiều khi mình thấy người đó làm mà mình cũng cười. Rồi ta biết cái nụ cười này nụ cười gì vậy đó, phải không? Cho nên cười nó có nhiều cách lắm. Cười hoan hỷ, cười chê bai, cười ngạo nghễ, cười đắc chí, cười thua cuộc. Nhiều khi khổ quá cũng cười nữa. Nhưng mà cười xong phải hất hất vài ba cái nữa, để ta thấy cao xanh ơi cao xanh. Rồi cười nó cũng nhiều thứ cười. Vậy thì quý vị thấy là Đức Phật ngồi thiền cũng mỉm cười. Nhưng mà cái cười của Đức Phật chúng ta thường gọi là hàm tiếu. Cười kiểu Phật là kiểu hàm tiếu, mỉm nhẹ thôi. Có nhiều khi mình vô trong hãng á, mình đeo cái headphone nghe giảng. Tới lúc ông thầy cũng kể cái chuyện gì vui quá, cái mình cười khúc khích mình vậy. Cái người kế bên người ta tưởng mình something wrong. Thậm chí lái xe mở băng giảng, trời ơi khoái quá cười hả hả trong xe. Quên tại mình đang quay kiến xe xuống. Cái ông kế bên ta, ông nhìn mình ông trố mắt thôi. Đức Phật là cười mỉm. Cho nên khi mình ngồi thiền mình thở, hồi nãy Pháp Hòa thưa hướng dẫn đại chúng đó. Khi mình ngồi vậy là mình nhớ mình mỉm cười. Cười chi biết không? Cười để nó ủi mấy cái đường nhăn ra. Sự thật là vậy mà. Tại vì khi mình cười là mình đẩy mà. Còn khi mà mình méo là mình móc nó vô. Cho nên cái cuộc sống mà quý vị thấy không, cái niềm vui rất là cần. Bởi vì vậy mà người ta thường viết kịch. Trong bất cứ một cái đại nhạc hội lớn á, ngoài những bài hát ra phải có kịch. Để làm chi? Để cho người ta cười thoải mái, cười sảng khoái. Vì cười lúc nào nó cũng làm cho người ta xả bỏ đi được những cái đau khổ. Thậm chí người ta khổ quá, nhưng mà nếu mà người ta được cười chút á, người ta tạm quên cái đó mình cũng có phước. Nhưng mà nhớ cười đúng chỗ. Tự nhiên đám ma người ta mà vô cười, vui quá. Thôi chỗ đám tang đâu có cười được. Cười đúng chỗ. Và cái nụ cười nó lúc, cho nên hồi nãy mình nói, mình nói cũng phải nói đúng chỗ, nói đúng lúc. Rồi mình cười phải cười đúng chỗ đúng lúc, mà nên cười nhiều hơn. Mà tiếng Việt Nam của mình nó hay lắm. Chỗ nào mà người ta không cười cái nói chị anh nó nhìn không có mùa xuân. Trời ơi coi ổng ngồi như mất sổ gạo. Người nào mà thường không cười á, mùng 1 Tết mình đâu dám gặp họ. Mình nghe họ là mình chạy mất đất. Cho nên chùa tâm lý cái đó. Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa tâm lý cái đó.
ngày Tết mới bưng Phật Di Lặc ra làm biểu tượng, chứ Phật Di Lặc không có đó đâu. Tự mình mời ngài vô đóng kịch, đóng tuồng với mình trong ngày Tết, giống như là múa lân á, phải có ông địa đeo cái mặt ông địa vô, ông cười hai cái cục hai bên đỏ đỏ, mình nhìn cái tướng mập mập phiểu phiểu cười cười, cầm cái quạt phẩy phẩy cái mình cũng khoái, vì mình luôn luôn mình thích vui. Con người của mình là thích vui, thử mà chúc Tết cho mình mà chúc một câu không vui mình đâu có chịu. Vì vậy cho nên Tết nhà chùa thường hay gọi là mừng xuân Di Lặc. Tại vì Di Lặc là một Bồ Tát tượng trưng cho hoan hỷ vui vẻ. Mà mùa xuân là mùa mà tất cả hoa lá nảy mầm xinh tươi tốt đẹp. Cho nên chúng ta thường gọi là mùa xuân. Mà nghe tới mùa xuân là tự nhiên ai cũng rộn ràng, ai cũng rộn rã khỏi lòng. Nói tới Tết là ai cũng vui. Vì vậy cho nên ngôn ngữ nụ cười, bên cạnh đó có cái gì nữa, làm đẹp bằng động tác. Cái hành động mình quan trọng luôn. Có nhiều khi mình không có ý xấu, nhưng mà cái hành động mình có thể làm người khác hiểu lầm. Cho nên mình làm đẹp mình bằng cái hành động, bằng lời nói, bằng nụ cười, bằng hành động. Có nhiều khi cái ánh mắt của mình thôi cũng làm cho người ta dễ chịu. Có nhiều khi một cái ánh mắt của mình thôi mà làm cho người ta khó chịu vô cùng. Mình ngồi ăn cơm với người ta, mình cứ lườm lườm người ta vậy. Thậm chí mà người ta tới nhà chơi mà mình cứ dòm ngó người ta hoài, cái tự nhiên người ta nhìn là, ủa tôi có gì sai không ta? Cái thôi ta thấy ngồi ăn mà khó chịu quá, thôi ta xin đi về sớm. Cho nên á, trong Phật giáo á, chúng ta thường nói nghiệp tạo tội. Nhưng mà thưa đại chúng, nghiệp và tội nó xuất phát từ đâu? Từ ba chỗ: hành động, lời nói, suy nghĩ. Mà cái suy nghĩ của mình, người ta thường hay gọi là quan niệm. Có những cái quan niệm nó rất là sai, có những quan niệm nó làm cho người ta khổ đau vô cùng. Ví dụ mình quan niệm không có tặng cái khăn cho nhau, tại vì tiếng Việt Nam khăn là khó khăn, cho nên ai mà lỡ mua dùng cho mình một cái khăn đem tới tặng cho mình không vui trong bụng mà không nói á. Xong rồi đi vô lấy đồng ra: chị không có cho khăn tôi nghe, nè tôi mua đó, hết chuyện rồi tự nhiên đem cho khăn. Hỏi sao vậy? Chị biết khăn là khó khăn không? Tại vì mình tiếng Việt Nam, mình kêu cái khăn và khó khăn, chứ còn tiếng Mỹ khăn là cái towel, không có dính dáng gì với chữ khăn hết. Tại vì mình kêu cái đó là tiếng khăn, rồi mình đặt để khó khăn. Đó là một quan niệm tà kiến. Quan niệm tà kiến. Rồi tự nhiên không tặng dao. Hỏi tại sao? Nói dao là cắt đứt. Trời ơi, tặng hột xoàn mà tới hồi muốn đứt cũng đứt kìa. Chứ đừng có nói là mình tặng cái dao. Vậy mà tới hồi mà đưa cái dao: nè không có tặng dao nha, tôi lấy 1 đồng tôi trả nè, dao ai mà đem tặng? Không dám cho dao. Tại vì mình kêu cái đó là cái dao, và mình quan niệm dao là cắt. Mà hễ mà cái dao lục dục rồi nha, dao gì lục nhất. Ở cho con người mình chịu không nổi. Tại vì mình quá nhiều quan niệm, mà những cái quan niệm nó không mang lại lợi ích cho người khác, mà nó mang lại những cái khổ đau. Thí dụ như con trẻ của mình, nó thương nhau mà cũng tại cái vụ coi bói đó, mà nó cũng có thể nó bỏ nhăn. Má đi coi tuổi mày rồi,
con mà về con lấy nhỏ này, hay con cưới nhỏ này, hay là con lấy con này gì đó, là hai đứa sống không nát chiếc chiếu nha. Rồi tụi bay cãi lời tao, làm gì làm tao không giữ à. Tất cả đều là những cái quan niệm, mà có những quan điểm nó chỉ làm cho người ta đau khổ thôi, chứ người ta có được lợi lạc gì đâu. Có một hòa thượng á, ngày đi về quê ngày giảng, giảng xong xuống cái ngày mới nói nhà vệ sinh ở đâu cho tôi xin phép tôi đi vô, tôi đi vệ sinh rửa tay. Ngày vô bên trong ngày rửa tay, ngày nghe ở ngoài này mấy bà rù rì, nói trời ơi hòa thượng mà cũng đi toilet nữa hả. Hòa thượng ở trong đó, ngài chỉ biết ở trong đó ngài thì hỡi ơi. Tại vì mình quan niệm sao hòa thượng cao quá, ô cha mình lại hòa thượng, hòa thượng là cái gì ở trên. Nhưng mà mình quên chuyện hòa thượng cũng là con người, mà mình cúng mà muốn hòa thượng ăn cho thiệt nhiều, mà tới hồi hòa thượng đi toilet ngoài này mình thắc mắc. Hòa thượng mà lên mà mâm cơm mà thấy hòa thượng ăn hết, bữa nay hòa thượng chê đồ con, con nấu hòa thượng thèm ăn, muốn hòa thượng ăn thiệt nhiều, mà hòa thượng vô kia thắc mắc. Đó là một quan niệm. Có một lần nọ thì có mẹ của một vị thầy thấy cái chỗ đó, cái đó đẹp, bà mới nói trời ơi cái này đẹp quá ha. Thì có một cô Phật tử cô đứng bên mới nói trời mẹ của thầy mà còn biết đẹp nữa hả. Cái thì cô Phật tử nói ủa bộ mẹ thầy là sỏi đá. Tức là mình quan niệm là mẹ của thầy nghĩa là cái gì đó rất là cao, không được khen chê, và thậm chí hình như hết biết đẹp. Có phải không? Cho nên thưa đại chúng, có nhiều khi có những cái quan niệm mình chỉ làm cho bản thân mình khó khăn và khổ sở. Năm nào cũng dở lịch coi coi đầu năm nay mình đi hướng nào để kiếm hỷ thần, kiếm tài thần. Nhưng mà mình đi đi chứ tốn cũng tốn à. Không tốn nhiều chứ tốn cốn căn bản chứ. Đi đâu mà không tốn xăng, đi về cái hướng đó cũng phải tốn xăng vậy, phải không? Thành thử ra mình nhớ coi thì coi cho vui, nhưng mà đừng có dựa dẫm vô cái đó nhiều quá rồi tự mình làm khổ mình. Mà mình không bác, nhưng mà mình phải có cái trí tuệ mình tư duy. Cái gì mình làm là làm thôi, chứ còn mình biết cái đó chỉ là cái phương tiện. Ví dụ như bây giờ nè quý vị, Tết nè quý vị để ha, trái mãng cầu, trái dừa, trái đu đủ, trái xoài. Rồi bây giờ mà kêu mấy đứa nhỏ để đi mua mà nó mua không đủ, về nó năm nay không được rồi, thôi đi kiếm chùm chôm chôm để lên nữa. Chôm, dừa, đủ, xài. Rồi cái bên này nó kiếm một cái dĩa trái cây khác, nó để một trái xài, một bó xả với một bình ga. Hỏi chi vậy con? Xài, xả ga. Má quan niệm vậy phải không? Con sẽ đối với má quan niệm kiểu này. Cho nên nhiều khi mình tạo dựng những cái tư duy đó, nhà Phật thường gọi là tà kiến. Chữ tà là gì? Tà là lệch, nó không có đúng vậy thôi. Nó tà là nó lệch, chứ nó không có cái ý là mình chửi mắng ai là tà ma ngoại đạo gì cả. Chữ chánh là ngay, mà chữ tà là lệch. Mà mình có những cái quan niệm nó lệch lạc như vậy, nó làm cho người khác khổ theo những cái quan niệm đó của mình. Mà thưa đại chúng là ở đây mình ngồi này, bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị đã từng bị khổ bởi những cái quan niệm như vậy không? Có nhiều khi mình rất là khó xử trong cái quan niệm như vậy. Ví dụ như bây giờ đây có một cái phong trào là chết không cho đụng.
chết là phải để yên 8 tiếng không được đụng vô. Đụng là cái người chết đó họ nổi cơn, là họ nổi giận là họ đọa. Rồi bác sĩ vô nói không, tôi cần vô tôi khám để tôi xác định. Không cho bác sĩ đụng, không cho bác sĩ đụng vô thì làm sao ông khám, ông xác nhận cái người này mất được. Cho nên thí dụ như mình tin cái đó là mình tin, nhưng mình phải biết là có những trường hợp mình phải tùy thuận để người ta làm việc. Ví dụ như bây giờ cái người đó họ bị tai nạn xe ở ngoài đường họ mất, không lẽ mình ra mình dàn lại hết, mình nói súng lại niệm Nam Mô Di Đà Phật 8 tiếng đi rồi mới cho dời vô, khổ không? Một quan niệm. Cho nên mình ở trên đời này mình sử dụng, mình ứng dụng cái điều gì đó, nhưng mình phải biết có những trường hợp mình phải cất cái quan niệm đó đi, để mình thích ứng được với ngay cái giây phút hiện tại, để mình làm người ta dễ chịu. Mình làm đẹp ngôn ngữ, mình làm đẹp nụ cười, mình làm đẹp bằng nụ cười, mình làm đẹp bằng ngôn ngữ, mình làm đẹp bằng cái hành động của mình. Và mình làm đẹp bằng cái quan niệm của mình, và mình làm đẹp hoàn cảnh. Có những cái hoàn cảnh nó rất cần mình quan tâm, để cho cái nó đẹp hơn, nó dễ thương hơn. Như là hoàn cảnh gia đình của mình, hoàn cảnh trong hãng xưởng của mình, hoàn cảnh trong đạo tràng của mình. Nhiều khi á, ai người ta cũng vui vẻ, có một mình là rắc rối nhất trong đám. Mình không thấy cái đó, mà luôn luôn sự xuất hiện của mình là làm cho người ta khó chịu, làm cho cái không khí chỗ đó nó ngột ngạt lên. Thế thì mình phải nhận ra cái điều đó, mình chuyển đổi đi, chuyển đổi hành động, ngôn ngữ, nụ cười của mình để làm cho hoàn cảnh đó này. Thưa đại chúng, có một hòa thượng dạy như thế này mà rất là hay. Có một cái buổi họp đó, trong chùa họp với nhau là quyết định một công việc, thì một số là không đồng ý, một số đồng ý. Thì cứ như vậy mà ngồi bàn hoài chưa ra lẽ, cuối cùng phải làm bằng một cách là biểu quyết. Biểu quyết á, ai mà đồng ý giơ tay lên hết, phần đông thì sẽ thắng. Thì cuối cùng biểu quyết cái công việc đó, phần đông thắng. Hòa thượng ngồi chứng minh suốt cái buổi họp đó, ngài không có lên tiếng gì hết, để cho các đệ tử giải quyết với nhau. Khi mà giải quyết xong rồi, hòa thượng mới chọc quê cái nhóm mà bị thua đó. Hòa thượng nói quý vị thua rồi, nhưng mà sau đó ngài đến cái nhóm mà đã thắng đó, ngài dạy, ngài nói như thế này: thật ra đó, mình có thể biểu quyết như vậy theo thế thường, nhưng mà nếu hay hơn nữa đó, cái vấn đề không phải là mình lấy số đông thắng số ít, là cái vấn đề khi người ta chưa đồng tình với mình thì mình phải làm sao, mình giải thích như thế nào để cho người ta thông cảm được cái chuyện mình quyết định mình muốn làm, để người ta vui vẻ người ta làm theo. Bây giờ số đông thắng số ít thì số ít phải theo số đông, nhưng mà theo mà không phục. Quý vị thấy được điều đó không? Đa số ở đời mình giải quyết kiểu đó: tôi không cần biết anh thích hay là không thích, nhưng bây giờ số đông làm phải theo. Nhưng mà cách của đạo Phật là khác. Mình làm sao mình, người ta tại sao người ta chống, là vì người ta không hiểu được vấn đề. Mà cái hay của mình là làm sao nói cho người ta hiểu, để người ta cảm thông, để người ta đồng tình, người ta cùng làm với mình. Cũng giống như con cái trong nhà, một người chồng cho con mình làm việc đó mà người mẹ không cho, thì cuối cùng người mẹ lấy: thôi được rồi, bây giờ á, ông với con làm gì làm, tôi không cần biết. Mình nói lẫy như vậy thì có thể ông chồng ổng cũng, một là ổng chấp nhận vậy cho nhà nó yên, hai là ổng cũng lẫy luôn, ok bà muốn vậy tôi làm. Thì mình á, không giải tỏa được cái đó, mình không đồng lòng cho con làm cái đó, mình cứ ghim đứa nhỏ. Và mỗi lần chuyện gì, bây giờ đó mày cứ đi kiếm ba mày đi, mày đâu cần biết gì tới tao,
cứ như thế mà leo thang làm khổ. Mà đôi khi mình không có nói gì nhiều đâu, một hai câu thôi mà con nó nghe xong nó ve số. Nó mới vừa ló mặt nó ra, mình giỡn nó một hai câu là nó lui. Cho nên cuối cùng cha con không có thể nói chuyện được, mẹ con không thể nói chuyện được, là tại vì mình không bao giờ cảm thông. Và chính như vậy mình tạo nên một cái hoàn cảnh lẽ ra không cần thiết như vậy. Thưa đại chúng, nhiều khi mình làm việc trong chùa toàn là thiện nguyện, toàn là công quả, nhưng mà công thì cũng có mà công lưng, quả thì cũng có mà quả lựu. Cho nên mạnh ai nấy dụng công mà luyện lựu. Cho nên rồi rốt cuộc cái chuyện Phật sự, chuyện từ thiện, nó tạo ra một hoàn cảnh rất là lạnh lùng, đến mà không thể thông được với nhau. Cho nên cái lời dạy của Hòa Thượng, Pháp Hòa nghe xong rồi trong lòng mình thương kính Hòa Thượng vô cùng. Mình thấy một bậc thầy quả thật là trí tuệ siêu việt. Nếu bình thường là cứ lấy số đông quyết định, số nhỏ phải phục tùng. Nhưng Hòa Thượng chọc quý vị kia xong, quý vị lại dạy các vị thắng: các vị đừng đắc thắng, đừng vui vẻ với cái thắng của mình, mà quý vị phải biết rằng quý vị chỉ thắng ở mặt số đông thôi, quý vị chưa thắng được lòng người. Quý vị phải làm sao, giải thích như thế nào, nói như thế nào để người ta thông cảm. Bây giờ thưa đại chúng, Pháp Hòa nói cái này rồi đại chúng sẽ thông cảm đây. Ở đây á, mình muốn lập chùa đó là mình phải có cái vấn đề hearing, tức là mình phải nghe hàng xóm. Họ chống mình là lý do nào? Họ chống xong, dù trong cái neighbor đó, trong cái làng xóm đó, một gia đình chống mình cũng không được làm chùa nữa. Cuối cùng mình phải đi lên hearing, tức là phải đi lên city hall. Mình nghe hàng xóm họ, lý do họ chống mình, xong mình được cơ hội giải thích, mình được cơ hội nói cho họ nghe. Ví dụ như có đa số họ chống, họ nói là tại vì mình rất là ồn ào, mình lái xe rất là ẩu, và mình đậu xe cũng rất ẩu, mặc dù cái bảng nó để dần dần như đó, chỗ cá nhân private property mình vẫn đậu như thường. Tại vì người Việt Nam mình có rất nhiều chè đậu, chè đậu đỏ, chè đậu đen. Đậu đen nghĩa là đậu đại á, kệ bước vô rồi tính. Nhưng mà lúc mình đậu đại mình đâu có để ý, ra ăn cái ticket bắt đầu mình mới bực mình. Đi bực mình xong nói trời ơi trời, đi chùa mà Phật không phù hộ, tội nghiệp Phật. Phật đâu có phù hộ mấy chuyện này được, người ta không cho đậu, mình vẫn đậu, mình bị phạt chứ. Thưa đại chúng, là mình phải giải thích như thế nào để hàng xóm họ cảm thông với mình và họ chấp nhận cho mình làm chùa đó, mình mới hay. Còn mình tìm mọi cách chống lại họ, mình hu khe họ thì cũng được thôi, mình thắng đó. Nhưng mà mình thêm kẻ thù, lúc nào họ cũng để ý mình hết. Cho nên á, có một cái bài thơ 10 lời Đức Thầy dạy, trong đó có một câu: giữ làm sao thêm bạn bớt thù, từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Lời nói sao hòa trong hiệp ngoài, mình nói như thế nào mà cho nó hiệp được, nó hòa hiệp được cả trong lẫn ngoài. Cho nên ở trong một cái gia đình, trong một cái đoàn thể, nếu chúng ta đẹp được, mỗi người chúng ta cố gắng chúng ta đẹp được ngôn từ, nụ cười, động tác, quan niệm, còn cái gì nữa, tấm lòng. Mình đẹp cái tấm lòng, mình nhất định sẽ làm đẹp hoàn cảnh. Mà có được cái đó, tự nhiên một đoàn thể đẹp. Tấm lòng cũng phải đẹp,
mình đối với tất cả mọi người phải cho đẹp. Thưa đại chúng, cái tấm lòng, có một nhạc sĩ viết cái bài ca đó, bài hát đó: sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để làm gì gió cuốn. Thật sự ra rồi cuối cùng chúng ta cũng trở về cái chỗ đó thôi. Nhưng mà cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Ví dụ như hồi nãy á, hiện tại bây giờ hàng trăm người không có chỗ ngồi, nhưng mình còn dư 10 cái ghế, mình cho được 10 người ngồi nó vẫn đỡ hơn. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một hòa thượng dạy: nếu con là Bồ Tát, con tới đâu ngồi mà con được cái chỗ tốt á, con phải nhường cho người ta. Nếu như mà con ngồi nghe pháp ở được cái bóng cây, con nhường cho người ta, người ta vô bóng cây người ta ngồi. Biết chi không con? Người ta ngồi người ta mát, người ta dễ chịu, người ta nhớ dai. Họ đứng mỏi chân qua lát họ nhớ mỏi, họ quên lời thầy. Cho quý vị thấy tấm lòng này thể hiện ở cùng nơi cùng chốn nè. Bước lên xe bus nè, đang ngồi vậy đó, thấy một cái cô đó cổ đang mang thai, đứng dậy nhường cho. Mặc dù cổ tuổi bằng mình, nhưng hiện bây giờ cổ đang khó khăn hơn mình, là cổ mang một đứa nhỏ nó nặng nề hơn mình, cho nên nhường một cái chỗ đó. Mặc dù tuổi mình bằng, nhưng mình biết được cái hoàn cảnh của người ta. Rồi bây giờ cái người đó bằng mình, nhưng mà họ đi cái nạn, tại vì họ đá banh họ gãy chân. Mình lên xe bus mình nhường, tấm lòng nó thể hiện trên xe bus, tấm lòng nó thể hiện trên từng cái chung nước, từng cái miếng ăn, từng cái chỗ ngồi, từng cử chỉ. Và thưa đại chúng, chỉ cần chúng ta có được những cái đó, có nhiều khi chúng ta đẹp hết rồi, chỉ thiếu có một cái nói năng thôi, điểm thêm chút đó nữa cái tô toàn vẹn mình. Có nhiều khi cái gì cũng được hết, có một cái tật hay dòm ngó người ta. Có nhiều khi cái gì cũng được, có một cái tật hay chê, ta làm gì cũng chê. Có nhiều khi người ta giỏi dữ lắm, người ta ngon dữ lắm, nhưng mà cũng phải kiếm gì moi móc gì chê chút để cho vui vẻ, để cho thấy mình hơn, và để cho người đó phải nghe lời mình. Cái này hết sảy rồi đó, nhưng mà theo tôi nha, phải theo tôi nha, theo tôi nha, thêm này một chút nữa, mình phải thêm mình trong đó một chút. Hôm nay cái buổi chia sẻ này nó không có gì cao siêu, nhưng mà nó thiết thực trong cuộc sống của chúng ta, là chúng ta luôn luôn thích đẹp và muốn làm gì cũng phải trang điểm cho nó đẹp. Và chúng ta làm gì cũng, thí dụ thôi, mình nấu cái gì lên đó, hôm nay mình hùng mỗi người món đem lên chùa là mình muốn hết sức của mình làm ngon, nhờ tất cả ngon cho nên buổi ăn tiệc đó món nào cũng ngon. Rồi nhiều khi trong một cái đạo tràng, một cái hội chúng với nhau, mình đóng góp hết sức của mình muốn cho cái chỗ đó nó được hoàn hảo, thì cái sự hoàn hảo đó nó căn cứ ở những cái nơi, những cái thương tập của chúng ta. Tu tập lời nói, có nhiều khi á, ý thì không xấu, mà cái âm thanh làm cho người ta giật mình, ta tưởng mình đang giận. Ví dụ như các vị mà lãng tai đó, thường hay nghĩ rằng ai cũng lãng tai giống mình, cho nên cái người lãng tai nói lớn lắm. Tại vì cái thói quen thôi, mình không nghe, mình nghĩ người khác không nghe cho nên nói lớn. Mình hiểu được người đó như vậy cho nên không có giận, không có giận. Làm gì la tôi hoài vậy? Nói tôi đâu có la gì đâu, chỉ nói không về nhà. Tại cái người lãng tai, mình cảm được cái đó, mọi việc nó thông, chứ nó cảm thông. Và thưa đại chúng, đẹp ngôn từ, đẹp nụ cười, đẹp hành động, đẹp tấm lòng, đẹp quan niệm, đẹp hoàn cảnh, mà tất cả cái đó mà làm được thì chúng ta tô điểm
Một cá nhân đẹp, tập thể nó sẽ đẹp. Mà tập thể nó sẽ đẹp rồi thì nó lân, nó lây. Cũng giống như mình hướng dẫn đứa con. Đứa con mà nó ra ngoài, nó gặp ai nó lễ phép, người ta tự ta nhìn đứa con đó, người ta khen. Thưa đại chúng, người xưa có câu: nếu mình đọc binh thư thì gọi là đọc binh thư thì có rất nhiều những cái hình phạt, đọc luật thư thì cũng có sẽ nhiều những cái quy tắc, phải không? Cho nên luật thư hay là chiến thư, binh thư thì chiến hình đầy đủ, còn nếu mình đọc kinh Phật là đọc Phật thư thì sao? Chiến hình vô cụ. Hai cái này nó không có mặt. Cho nên mỗi ngày chúng ta làm sao chúng ta có chút thời giờ để chúng ta hướng thiện, để chúng ta hướng thiện. Chỉ cần một ngày quý vị lễ Phật ba lễ thôi. Tại sao? Tâm hướng Phật. Pháp Hòa trước khi đi đâu, bất cứ đi đâu, đi xa nha, vòng vòng thì không nói, nhưng mà hãy trước khi sắp sửa ra phi trường đi đâu, mặc áo rồi chuẩn bị ra cửa là lên lễ Phật trước ba lễ. Lễ Phật xa tổ đi, đi về tới rồi chuyện đầu tiên nhất là ra lại Phật xa tổ. Tập cho mình thành một thói quen để lúc nào mình làm gì cũng có Phật Pháp Tăng Tam Bảo bên mình. Mà người có Tam Bảo bên mình thì nhất định hành động lời nói nó phải có cái phần giảm. Tu thì cái đó giảm chứ chưa dám nói hết. Còn nếu mình tu một thời gian mà cái này nó tăng, cái này là lên đường rồi, chứ không phải xuống đường rồi. Mà xuống đường là bị phạt, mà lên đường là mệt đó. Cho nên á, tu là sự chuyển hóa. Tu là sự chuyển hóa cái khổ đau, cái negative, cái khó khăn ở trong mình, thấy được cái đó. Hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng, chúng ta hãy làm đẹp chúng ta bằng những cái đó. Mà hãy chúng ta có được cái đó là nhất định một đoàn thể sẽ đẹp. Xin cảm ơn đại chúng đã quý vị đã dành nhiều thời gian cho Pháp Hòa trong buổi chiều hôm nay, và đặc biệt là quý Tôn Đức. Con một lần nữa xin cảm niệm ơn quý Ngài rất là nhiều. Xin kính nguyện Tam Bảo gia hộ chư Tôn Đức thân tâm an lạc, toàn thể đại chúng gia đình được bình an, sở nguyện tùy tâm viên mãn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay câu hỏi ít lắm. Câu hỏi thứ nhất: xin Thầy hoan hỷ giải thích giùm con, khi phóng sanh đọc hai câu này ý nghĩa gì? Nhân thị biến hóa, vãng sanh cực lạc quốc. Thưa đại chúng, đây là một cái câu cầu nguyện ở trong cái nghi lễ mà chúng ta phóng sanh chim cá gì đó. Thì khi mình phóng sanh á, mình mới chú nguyện cho những con vật này nhân cái lễ này mà các con vật được quy y, nhân cái cơ hội này mà biến hóa, tức là không còn đọa làm cái thân súc sinh nữa, mà tiến hóa lên từ người lên tới vạn sanh cực lạc quốc. Đại khái là như vậy. Câu hỏi thứ hai: một người khi xin tiền có hiếu với gia đình hay giúp đỡ mọi người, sau khi tự ý quyên sinh có bị đọa địa ngục không? Vì thân người khó được. Thưa đại chúng, mỗi con người chúng ta sinh ra đời này, chúng ta đều có cái nghiệp của mình hết. Như vậy thì cái người mất mà tự ý mình kết liễu cuộc đời mình, cái đó cũng là một tập nghiệp trong đời này hoặc là nhiều đời trước.
do hoàn cảnh, do bản thân chưa có thấu rõ được cái đạo lý, cho nên mình mới tìm cách mình giải thoát cuộc đời của mình bằng cách là mình quyên sinh. Thì thật sự ra đọa lạc hay không, không phải là ai tự vận cũng đọa lạc, mà đối với cái lỗi đời này, Pháp Hòa nói rõ nghe, lỗi ở đời này thì quý vị có cái lỗi là mình không có để cho cái chết của mình nó tự nhiên, có cái lỗi đó thôi. Nhưng mà nếu đứng trên phương diện nghiệp thì cái đó cũng là một cái nghiệp nó chiêu cảm chứ không phải bình thường. Thân nhân đã có nhiều chùa cầu siêu, ấn tống kinh sách, bố thí cúng dường, trai tăng trong 49 ngày sau khi mất, việc này có giúp ích cho hương linh người quá cố được vãng sanh không? Thưa vãng sanh thì không biết, nhưng mà chắc chắn thì người đó có thể sinh về những cõi lành nhờ công đức mình tạo tác. Đồng thời nó phải phối hợp với cái chủng duyên thiện căn của người đó để người đó tiếp nhận trọn vẹn cái phước mình hồi hương. Cũng giống như hôm nay Pháp Hòa bệnh, Pháp Hòa cảm, bây giờ quý vị thương quá chừng luôn, quý vị đem toàn là bánh căm mè với chả giò quý vị cho ăn không? Vậy hôm nay quý vị hồi hướng Pháp Hòa, Hòa có hưởng được không? Không. Tại sao? Tại vì cái thân này không đủ sức để tiếp nhận cái món ăn đó. Nhưng mà nếu mà ai cho chanh, cho tắc, cho nước gì mà uống cho nó giảm cái đau cổ, giảm cái khang tiếng, được, phải không? Thành thử ra người ta cho mình, nhưng mà bản thân mình phải có một chút phước báo nào đó để mình tiếp nhận cái đó. Cho nên người thân hồi hướng thì cứ hồi hướng, nhưng mà phải biết rằng người thân của mình phải có một chút phước gì để tiếp nhận được cái phước của mình. Vậy thì bản thân chúng ta mỗi người phải tu để mai mốt ai có hồi hướng cái gì cho mình có để mình nhận. Ủa sao nhiều vậy? Con có một câu hỏi là hai đứa con của con tham gia trong đoàn lân của chùa, và năm nay là năm đầu tiên các cháu trong đoàn lân đi múa các tiệm neo. Các phụ huynh đồng ý với nhau là toàn thể tiền thu được sẽ cúng vào chùa. Nếu con biết, muốn biết số tiền cúng vào chùa được bao nhiêu, như vậy con có tọc mạch quá không? Lý do con muốn biết số tiền là vì muốn các con của con hiểu được việc làm của các cháu giá trị ra sao. Nếu mình muốn như vậy thì đâu có mang cái tội tọc mạch. Nhưng mà mình phải hiểu được mọi cách sinh hoạt của mỗi chùa. Nếu muốn như vậy thì mình nên đề nghị với trong chùa là tập hợp các em lại, cảm ơn các em và báo cho các em biết là các em năm nay công quả được bao nhiêu, để cho nó lên tinh thần, nó thấy được cái công sức nó đóng góp mà không cần công bố gì cả. Chỉ trong cái nhóm đó tập hợp nó lại, cảm ơn nó, cho nó bữa ăn, appreciate nó, rồi cho nó biết là nó đã làm được bao nhiêu thôi. Mình nói riêng với ban tổ chức. Bạch thầy, đến nhà thờ thì có tượng Chúa, đến chùa con thấy có tượng Phật. Vậy chùa mà không có tượng Phật nào và sư cô không giảng về Phật pháp, vậy con hỏi như vậy có gọi là chùa không? Vì gia đình con theo đạo Phật, gia đình thờ Phật, vậy đạo sư cô là đạo gì? Trời đất ơi, người ta đạo gì mà hỏi em? Muốn biết ta đạo gì thì kiếm ta hỏi. Thưa đại chúng, như thế này nè, có nhiều khi người ta không bị cái, người ta tu mà người ta không muốn lấy cái hình tướng của Phật như là bức tượng Phật để gọi như là nói lên cái chỗ là người ta còn vướng vào cái tướng hình mà người ta để không vậy đó. Vì cái quan niệm ta là tâm mà có Phật thì nơi nào cũng có Phật, có thể đó là một cái quan niệm của người ta chứ không phải là mình nghĩ rằng chùa là phải có Phật, đúng không? Thành nữ ra tùy theo cái vị đó. Nhưng mà theo cái căn bản thì chùa thì chúng ta để một tượng Phật lớn nhỏ gì đó để làm cái biểu tượng, còn chúng ta muốn có thêm những biểu tượng nào đó thì tùy. Nhưng mà như vậy thì chúng ta cũng không dám xác định là vị đó có phải là Phật hay không, chùa hay không, thì muốn biết tùy theo cái đạo người ta. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói cái nghĩa chung là thỉnh thoảng có những trường hợp là chúng ta ở một cái nơi nào đó không có hình Phật,
thì có những biểu tượng khác. Con là một Phật tử, con xin hỏi thầy, khi con gặp một vị sư, con có được hỏi dạo này thầy tu ra sao? Con hỏi câu này có sai không? Sai không? Có sai không? Thật sự ra đó, cái câu hỏi thì không có gì, nhưng mà tùy theo cái tone. Thí dụ nói, ồ bạch thầy, lúc này thầy thân tâm có an lạc không? Sao? Lúc này tu hành ra làm sao? Thì cũng là một câu hỏi mà, nhưng mà cái thon đó, hồi nãy mình mới học đó, thấy không? Cũng cái câu nói mà nghe nó chắc chúa lắm. Thí dụ như người ta mặc cái đồ này, thí dụ mình thấy người ta đi chùa đi, mình rất là thích, trời ơi bác thấy con đi chùa bác mừng ghê, cha tu dữ ha. Ta cũng cách nói phải không? Nhiều ở câu đó ta nghe sao? Rồi cái có nhiều khi người ta ăn chay. Ăn chay hả? Bữa nào lên niết bàn nhớ kéo tôi nha. Quý vị thấy không? Thì cũng là một câu nói nhưng mà ta nghe trời ta khó chịu. Lần sau ta gặp mình ta khoan ăn chay mà ta chạy trước hả? Ăn chạy thay vì ăn chay. Cho nên thưa đại chúng là mình có cái tâm họ, cái ý của mình không có xấu. Nhưng mà mình hỏi, thí dụ như mà thầy đó thấy khó đó ha, thầy quay ngược thầy hỏi, tôi tu ra làm sao mắc nó rồi tới cô, hay là tới chị, tới anh gì đó. Thì bây giờ thay vì mình hỏi vậy đó, nghe có vẻ như là mình thách, mình dò dẫm cái gì đó nó không dễ thương. Thì mình có thể hỏi, bạch thầy, lúc này thân tâm thầy có an lạc không? Quý vị nhớ trong Kinh Pháp Hoa không? Các Phật gặp nhau, Phật của con dạy con qua đây hỏi thăm Đức Thế Tôn, việc đời có nhẫn được không? Quốc độ Ngài có an ổn không? Chúng sanh của Ngài độ có dễ không? Quý vị nhớ không? Ở trong Kinh Pháp Hoa các vị gặp nhau hỏi vậy đó. Chứ hai Phật gặp nhau sao? Lúc này làm ăn sao? Đám sám có nhiều không? Này có một cái thơ rất là dài, chữ nhỏ vậy mà bự như vậy nè. Đọc mấy câu sau thôi hả? Giống coi phim Tàu vậy đó, coi tập 1 tập cuối là biết hết câu chuyện. Xin thầy giảng dùm chúng con, tại sao ăn chay vào những ngày 30, mùng 1, 14 rằm, những ngày này có khác gì, có khác với những ngày khác trong tháng không? Dạ khác chứ. 30 nó khác với mùng 2, mùng 1 nó khác mùng 3. Cái câu hỏi này Pháp Hòa đã trả lời trong một cái bài ở Na Uy. Hôm nào quý vị chịu khó nghe lại ha. Cái bài này có tên là 30 mùng 1 hay là 30 ngày rằm vậy đó. Đại khái cũng là một câu hỏi này, nhưng mà Pháp Hòa nói nó nhiều hơn. Bây giờ nói nữa thì nó sẽ mất thời gian, thì quý vị chịu khó đi tìm cái bài đó. Pháp Hòa giảng ở bên Na Uy. Bạch thầy, Đức Phật Di Lặc có phải là ngài Di Lặc một trong tổ dạy Duy Thức Tông không? Dạ đúng. Theo như là Duy Thức Tông thì nói là ngài Di Lặc là tổ của cái môn Duy Thức Học. Duy Thức Học tức là một hình thức dạy về tâm lý học á. Kính thưa thầy, giảng cho chúng con hiểu xá trí liên thông phú thiết phú na, đề không duyên luận ca đầu đà, luật thiên nhãn ba ly giới, A Nan đa văn mật hạnh đa, và cũng trên thế gian này là vị nào ngọt và ngọt nhất? Honey.
thanh ni là ngọt nhất đó. Đây là một cái bài thơ để cho chúng ta dễ nhớ công hạnh đặc biệt của 10 vị đệ tử Phật. Ngài Xá Lợi Phất á, đệ nhất về trí tuệ. Ngài Mục Kiền Liên đệ nhất thần thông. Ngài Phú Lâu Na là đệ nhất thuyết pháp. Ngài Tu Bồ Đề là đệ nhất giải không. Ngài Ca Chiên Viên là đệ nhất giải luận. Ngài Ca Diếp là ca đệ nhất về đầu đà khổ hạnh. Ngài A Na Luật là thiên nhãn đệ nhất. Ngài U Bà Ly là trì giới bậc nhất. Ngài A Nan là đa văn bậc nhất. Ngài La Hầu La là mật hạnh bậc nhất. Thật ra Đức Phật đã nói trong kinh có tổng cộng là 41 vị đệ tử đặc biệt mà Đức Phật xác định trong kinh. Nhưng mà ngày nay tại sao chỉ có 10 vị đệ tử đặc biệt được thường nhắc? Đó là do người sao chọn lọc chứ không phải Đức Phật. Đức Phật là người xác định có 41 vị đệ tử Đức Phật có những cái bậc nhất. Thí dụ như Ngài Nan Đà là giữ gìn lục căn bậc nhất. Còn Ngài Kiều Trần Như là hạ lạp đệ nhất. Như vậy thì trong các đệ tử Phật, tăng cũng có, ni cũng có, 41 vị trong kinh. Nhưng mà sau này chúng ta thấy một quyển sách có tên là 10 vị đệ tử lớn của Phật, thì chúng ta nghĩ rằng Đức Phật chỉ có 10 vị đệ tử đặc biệt. Dạ thưa không, 10 người này là do người sao chọn lọc để viết thành một quyển sách 10 vị đệ tử của Phật. Và người ta đã summarize, người ta tóm gọn 10 vị này qua bài thơ này. Pháp Hòa xin đọc lại. Xá trí, xá trí tức là Xá Lợi Phất nói về trí tuệ, mà nói gọn là xá trí. Liên thông tức là Ngài Mục Kiền Liên có thần thông bậc nhất. Thuyết Phú Na tức là Ngài Phú Lâu Na thuyết pháp bậc nhất. Vậy thì câu đó là nói được ba vị phải không? Xá trí, liên thông, thuyết Phú Na. Câu đầu ba vị này nha. Đề không duyên luận ca đầu đà. Đề không tức là Ngài Tu Bồ Đề, giải không bậc nhất. Còn duyên luận tức là Ngài Ca Chiên Duyên, Ngài Ca Chiên Duyên giải bậc nhất về luận nghị. Và Ngài Ca Diếp là bậc nhất về hạnh đầu đà khổ hạnh. Cho nên câu thứ hai cũng ba vị. Đề không duyên luận ca đầu đà. Na luật tức là A Na luật thiên nhãn. Na luật thiên nhãn, Ba ly giới, U ba ly trì giới. Câu này hai vị. Ở trên ba, kế ba là sáu phải không? Hai vị nữa là mấy? Tám. Bây giờ hai vị cuối nè. A Nan đa văn mật hạnh là. A Nan thì đa văn, mật hạnh là Ngài La Hầu La. Như vậy bài thơ có 4 câu mà nói đủ hết 10 vị. Con xin thầy giải đáp cho chúng con hiểu hội Long Hoa, làm sao cho tu kịp hội Long Hoa. Trời ơi, còn phải tu dài dài. Thưa đại chúng, đây là một cái từ sau này người ta thường nói hội Long Hoa để người ta kêu gọi mình nhập đảng đó, nhập nhóm người ta đó. Cái đó không có đúng. Bởi vì Đức Phật Thích Ca, giáo pháp của Ngài còn hiện hữu ở thế gian này, thì không có chứng mắc cớ gì một vị Phật ra đời để làm cái công việc trùng lập. Đến khi nào chúng sanh này không còn biết gì về Phật Pháp, chừng đó một Đức Phật khác mới cần ra đời. Chứ bây giờ giáo pháp của Phật Thích Ca chưa có hoàn toàn biến mất trên thế gian này đấy. Chúng sanh mình còn biết Phật Pháp mà, thì Phật Di Lặc ra đời chi cho nó mất công. Còn cái chuyện Phật Di Lặc ra đời còn lâu lắm.
Khi nào con người của chúng ta chỉ còn có 10 tuổi thọ, hiện tại bây giờ chúng ta đang ở kiếp giảm nha, 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm giảm 1 tuổi, giảm đến khi nào chúng sanh còn có 10 tuổi. Sau đó 100 năm tăng 1 tuổi, 100 năm tăng 1 tuổi, đến khi nào chúng sanh 10.000 tuổi, chừng đó Phật Di Lặc ra đời. Vậy quý vị thấy còn mau không? Lâu lắm. Nhưng mà chúng ta thường nói hội Long Hoa là hội gì? Bởi vì sau này Ngài Di Lặc sẽ thành Phật ở dưới một gốc cây, cây đó có tên là Long Hoa, bởi vì cái hoa nó giống như cái đầu con rồng, cho nên chúng ta gọi là cây hoa rồng. Nó thì tiếng Hán là Long Hoa, vậy thôi. Cho nên dự hội này được, nhưng mà phải tu dữ lắm.